Xin chào tất cả mọi người. Em lại tiếp tục lên một video về một chiếc xe đạp bãi Nhật. Sau khi được nhập từ Nhật về này, đã vệ sinh này, cân chỉnh dầu mỡ ổ trục ổ bi rất là trơn tru rồi. Và cân chỉnh rất là mượt mà rồi. Mọi người về cứ vậy dùng thôi. Một chiếc xe nhìn rất là ngầu. Và một chiếc xe này mang thương hiệu Trek, thương hiệu nổi tiếng của thế giới rồi. Không gì những cái hãng sản xuất để mà xuất Nhật nữa mọi người. Chiếc xe này là khung nhôm nha mọi người, sơn zin, càng thép. À, bánh 700C, vành nhôm 2 lớp. À, rất là chi tiết cho mọi người, chân trống zin, đùi bê đan zin, cọc in zin, da in em bọc lại. Và lắp thêm chắn bùn sau, gọng nước, chắn bùn trước và đôi tay nắm. Còn những đồ là nguyên zin theo xe luôn. Từ lốp cũng zin theo xe, vành zin theo xe, rồi tay đề, tay xả. Chiếc xe đang rất là đẹp. Quay chi tiết cận cảnh để mọi người quan sát về một chiếc xe đạp bãi Nhật. Xe với hệ chuyển động 3 đĩa 8 líp 24 tốc độ. Lốp zin đây mọi người. Xích líp này. Chiếc xe tổng quan đang rất là chất. Từ chân trống cũng đang zin luôn. À. Chiếc xe này có size đứng là cọc đứng là 45. Ngang là 53. Bác nào mà phù hợp với chiếc xe này thì liên hệ bên em. Từ đôi này cũng đang nguyên zin, nguyên bản theo xe này. Nhôm. Đấy, bên này cũng vậy. Chiếc xe rất là chất. Chiếc xe thương hiệu rất là đẹp. Bác nào nhu cầu liên hệ bên em. Xin cảm ơn các bác.